Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Thầy cảm ơn các em đã đăng ký vào cái khóa học online của thầy. Nói chung thầy thu phí ở đây 200k mà chúng ta học được 8 chuyên đề của thầy thì quá ok đúng không nào? Như vậy thì hôm nay thầy tiếp tục quay các em ở chuyên đề 7 tiếp theo. Chúng ta đi sang làm bài 1 nhé. Bài 1 của thầy tương ứng đó chính là bài 97 ở trong sách nâng cao của thầy các em nha. Chúng ta có cái đề bài như sau. Hòa tan 6,75g một kim loại M, nghĩa là khối lượng của kim loại M ở đây người ta cho là 6,75g chưa rõ hóa trị vào dung dịch axit. Vào dung dịch axit thì cần 500ml dung dịch HCl 1,5m, nghĩa là chúng ta hòa tan kim loại này vào dung dịch axit clorhydrid và số liệu ở đây xác định kim loại M nha. Thì ở đây chúng ta có này, mà kim loại M ở đây người ta chưa cho cái hóa trị, chưa cho hóa trị của kim loại. Thì nếu như bài đây á, mà người ta cho hóa trị thì nó rất là đơn giản rồi. Nhưng bài này chưa cho hóa trị nên chúng ta cần phải gọi hóa trị của kim loại M nhé. Chúng ta gọi X là hóa trị của cái kim loại M, được chưa nào? Thì chúng ta có phương trình này, M cộng cho HCl thì ở đây sẽ là MCl gì? MClX cộng cho hydro, đúng không nào? Như vậy thì ở đây là X không? X thì theo thầy thì ở đây phải là 2X này, tại vì ở đây chúng ta nên là X để chúng ta ấy, nên là ở đây là 2 như thế này công bằng. Còn nếu như này chúng ta ở đây là X không? Ở đây là X thì chỗ đây phải là X trên 2, nên thầy không muốn là nó có cái phân số ở đây chúng ta lại không hiểu, được chưa? Sau khi chúng ta cân bằng rồi thì chúng ta sẽ tính cho thầy cái số mol của HCl, tại vì người ta cho cái số liệu ở HCl rồi, sẽ bằng là chúng ta đổi 500ml này này sẽ thành là 0,5 lít. Như vậy số mol thì bằng nồng độ mol nhân cho thể tích, thì nồng độ mol ở đây là 1,5, đây nhân cho 0,5 thì sẽ bằng. Rồi chúng ta dùng máy tính chúng ta bấm nha. 1.5 nhân cho 0.5 bằng là 0,75. Các bạn nào? mol. Được chưa? 0,75 mol. Đó. Chúng ta đưa 0,75 ở đây. Chúng ta suy ra ở đây. Thì đây là chấm hỏi đây. Chúng ta thấy tỷ lệ đây 2, đây 2, nhưng mà đây có ít này. Nhưng mà chúng ta gọi A là số mol. Đây là A này em. Tí ta lập thầy lập tỷ lệ A là số mol của M đi, thì chúng ta có này, có tỷ lệ 2 trên A sẽ bằng là 2X trên 0,75. Chúng ta theo quy tắc tam suất chúng ta nhân đường chéo các em ạ. Ta lấy 2 nhân 0,75 chúng ta bằng 2 nhân cho X. Như vậy ở đây 2V2 đây á, 2X đây nhân A các em, 2V2 đi hết rồi. Như vậy A này sẽ bằng là 0,75 chia cho X mol không? Và đây là bằng số mol của M luôn này, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, ta có cái khối lượng của kim loại M ở đây chúng ta là bằng 6,75g, mà cái số mol của M này là bằng là 0,75 trên cho X mol. Nên từ đây chúng ta sẽ suy ra được cái gì, mục đích chính ta đi tính M lớn của M sẽ bằng là khối lượng chia số mol, là bằng khối lượng ta là 6,75 chúng ta chia cho 0,75 trên cho X không? Mà chia thì trở thành nhân nghịch đảo, sẽ trở thành là 6,75 nhân cho X trên cho 0,75. Như vậy thì xong rồi đó, xong rồi, nhưng mà chưa ra M và X đâu các em. Khối lượng M này chính là bằng M. Thầy bấm thì nó cái chẵn không nha. 6.75 chia cho 0.75 bằng 9 các em ạ. Đây 9,
như vậy bằng 9x. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành lập cái bảng nha em. Chúng ta tiến hành kỹ và lập cái bảng như này. Đây là x m, tại vì x thì nó là hóa trị của m nên nó thay đổi từ 1 2 3 4 gì đấy. 1 2 3 4. Nếu x bằng 1 chúng ta thế vô chỗ đây thì 9 nhân 1 thì bằng 9, thì các em coi thử có kim loại nào mà nó có hóa trị 1 mà nguyên tử khối của nó bằng 9 không nào? Không có loại ha. Thế 2 vô đây thì bằng 18 cũng loại luôn. 3 2 7. Cái cặp này đúng này, tại vì nhôm có nguyên tử khối là 27 và hóa trị 3. 3 6 loại luôn. Như vậy thì chúng ta thấy là vậy, ở đây là x bằng 3 và m là bằng 27 là lựa chọn, thì đây chính là nhôm. Ta kết luận ở đây, vậy kim loại m là nhôm. Được chưa? Đây, toàn bộ cái bài làm. Được chưa nào? Hiểu nào? Đối với những cái dạng tìm công thức như này thì chúng ta cứ đi tìm m lớn của nó là ra. Đó. Rồi. Cái đề bài thì chúng ta đã biết rồi đúng không nào? Bài 97 nè em. Được chưa? Chúng ta đi sang bài tiếp theo nhé. Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đi sang bài số 2. Trong sách thầy là bài 145 em. Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 18 gram một kim loại M cần dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5 m. Kim loại M là kim loại nào sau đây? Thì cái bài này gần giống tương tự giống như cái bài hồi nãy, bài số 1 mà thầy đã làm cho các em đúng không nào? Như vậy thì chúng ta có M cộng với HCl. Thầy cũng gọi là lập luận gần giống như tương tự như em. MClX cộng với hydro. Như vậy đây là x, thì đây là 2x, thì đây là 2, đây là 2 đúng không nào? Thì ban đầu chúng ta sẽ tính chúng ta cái số mol của HCl, thì chúng ta sẽ đổi cái 800 ra thì sẽ bằng 0,8, đây nhân cho 2,5. Rồi, chúng ta sẽ là 0,8 nhân cho 2,5, nó sẽ bằng 2 mol đúng không nào? Như vậy ở đây chúng ta có 2 mol này, thầy gọi đây là A mol. Thì chúng ta tiến hành là gọi A là số mol, gọi A là số mol của M, nên chúng ta có là 2 trên A sẽ bằng 2x trên cho 2. Không, như vậy chúng ta nhân chéo lên là 2 nhân 2 đây sẽ bằng A nhân cho 2x. Được chưa nào? Như vậy chúng ta suy ra A này sẽ bằng 4 chia 2x thì sẽ bằng 2 trên x. Được chưa? Mol. Và bằng cái số mol của M đây. Đó. Mà chúng ta có là cái khối lượng của M thì nó lại bằng 18 gram. Số mol M thì bằng 2 trên x mol. Nên chúng ta có là M lớn của M thì sẽ bằng 18 chia cho 2 trên x. Thì nó cũng sẽ bằng là gì? 18 nhân cho x chia 2 thì nó cũng bằng 9x. Trời ơi, cái bài này sao giống dữ trời. Giống như điều số liệu khác nhưng nó vẫn giống. Thì tới đây chúng ta cũng kỳ bảng ra x, đây m. Như vậy ở đây chúng ta có, người ta cho cái hóa trị nó thay đổi từ 1, 2, 3. Thì 1 thì thế vô đây. Như vậy chúng ta có là 9, 2 là 18, 3 là 27. Chúng ta chọn cặp đây. Được chưa nào? Chúng ta kết luận vậy. Vậy cái khối lượng, vậy cái kim loại M là nhôm. Được chưa nào? Đó. Ok chưa? Well, ok rồi đúng không? Rồi, thì tới đây thầy cũng xin tạm dừng và thầy sẽ quay clip tiếp theo cho các em nhé. Ok.